hả em? Em dậy rồi ạ. Thế dậy nhá. Mẹ cho em dậy này. Dậy. Nào dậy, nào dậy, mẹ mặc áo cho hai em nha. Đây. Mẹ đi lấy áo mặc cho em bé nha. Đây mẹ đội mũ cho em bé. Chuẩn bị nấu cháo cho hai em luôn nha. Thay chuối cho con vịt nha. Đúng rồi, làm ngoan nha. Ơi.
trứng nhá, mai lại đẻ nhiều cho tao nhá. Đây, tao cho ăn. Cháo cho hai em ăn nha. Ôi, cháo trứng ngon quá nhỉ. Hai con ăn nha. À đây đây, con đói rồi phải không? Ngon quá. Đây này. Ngon quá. Măm măm măm. Ngon quá nhỉ. Ừ, con này. Ừ, ngon quá. Ẩm. Đi hái quả nào. Ơi giời ơi. Đây. Ngồi đây nha, đi vặt nha. Ôi, đây.
Đây mà, mẹ đây. À đây, mẹ đây. Ơi. Ở đây đây. À. Đi nào. Đây xong rồi. À đây xong. Ba mẹ con mình về nha. Thank you.
cảm ơn bác nha. Đâu vậy? Em đi chợ về anh ạ. Em có cái gì trong giỏ ấy? Em có gì đâu anh ạ. Đi đâu anh ơi? Mở ra. Em không có gì đâu. Mẹ khổ vất vả lắm con ạ.
khổ vất vả đâu con ạ. Chú biết là con đi tìm mẹ nuôi chứ. Con không anh? Em không, nhà anh không nuôi được. Nhà anh toàn người già với bà lão không nuôi được. Em không có đủ khả năng nuôi cháu, em đang đi tìm người nuôi. Hay anh làm ơn làm phước anh nuôi cháu của không, em đi. Em sang đi tìm người khác ấy. Người khác để nuôi, nhà anh không có ai. Ở nhà anh không nuôi được. Em cảm ơn nha, anh đi đây anh ạ. Mẹ thương, mẹ thương.
nha. Còn ăn không? Quý trọng yêu là mua cho người khác là trọng yêu luôn lấy mình luôn.
Năm xưa thì anh đã tặng quà nào mà gái mua thì lại tặng chồng nào? Chưa mua thì sẽ tùy tiện để xem mua cho biết, mua rồi lại xem tiếp để mua thêm. Đấy, năm xưa thì ông cứ đi với ông có dặn bà là biết hàng xá là hứa xa và mua. Đấy, năm gì gì và gì cũng có được, tất cả chi cũng có mà không có được. Ủa giờ cậu bán 15 triệu thôi. Hãy subscribe cho kênh Thùy Điều Nhi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong hai mẹ con mình đi chặt cây nha, để biết đào đỗ nha. Thank you.
Ở đây mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Đây đây. Tắt xong rồi đây này. Ôi, mẹ đào khoai tây nhá. Ơi. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Ở đây đây đây. Kìa kìa. Rồi đây đây đây, xong rồi đi về nha. Mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Đi về, đi về, đi về. Đi về.
làm cối xay ngô cho vịt ăn con nhá. Đây con ngủ đi, con ngủ đi nào.
Mẹ đây mà. Ở đây. Ơi mẹ đây mà. Ơi mẹ đây. Hãy subscribe cho kênh Thùy Mai để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây có hai củ rồi con ạ. Rồi, mẹ đào nhá.
Cụ nha, con mình đi lấy cụ nha.
mà. Ô đây 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 con dậy lại mẹ đây mẹ đây. Mẹ đi để bao củi để hai mẹ con mình về nhỉ. Đi, hai mẹ con mình đi về. Hai mẹ con mình đi về nhá. Đi về nào. Nào, mẹ nấu cháo nha. Nha. Ở đây chơi xong rồi mẹ đi nấu cháo để ăn nhá. Ooh.
chi chành chạy ấm à. Ôi giời ơi, cái gì ấy xảy ra? Con vịt á, con cạp cạp á. Mẹ đi ra đây ngồi, mẹ đi làm cháo để ăn nha. Làm cháo hai mẹ con mình ăn nha. Đây mẹ nấu cháo nhỉ. Không, hai mẹ con mình ăn nhá. Cháo mẹ ăn nhá. Cháo xong rồi nhé, hai mẹ con mình ăn nhá. Ngon quá nhỉ. Ôi mẹ ăn năng. Đây à? Thank you.
trồng cây nhỉ.